Đại úy Trần Ngọc Duy, phi công hy sinh khi bay huấn luyện Su-22 một ngày trước tại sân bay Yên Bái, đã được Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm thiếu tá. Sáng ngày 1 tháng 2, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, lễ tang thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu được tổ chức theo nghi thức quân đội. Trung đoàn 921 tổ chức trọng thể lễ truy điệu phi công thiếu tá Trần Ngọc Duy, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng, phi đội 1 Trung đoàn 921, sư đoàn 371, đại diện và lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang quân đội, công an tỉnh Yên Bái đến phúng viếng, chia sẻ mất mát với gia đình thiếu tá Trần Ngọc Duy. Máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, đã không may gặp sự cố bất ngờ.